chào tất cả các bạn. Thì mình đã qua tới nhà các bạn rồi. Ôi thôi, vàng mấy tiền tỷ là đây chứ đâu. Ôi, ngồi cái tướng kìa. Nó ngồi cái tướng kìa, có kìa, có kìa. À, thường thường quay phim là ngồi vậy nha các bạn. Trời ơi. Ôi, nó xịn sò luôn. Quá đã luôn. Nó ngon luôn bạn ơi. Ủa đâu ra vậy? Chào tất cả các bạn. Thì mình đã qua tới nhà các bạn rồi. Nói nghe nói hôm nay các bạn khóc nên là sẽ đãi mình ăn một cái củ cải gì đó. Ngồi thôi nha mọi người. Hello. Ui cái gì vậy? Ui. Vui lắm. Hai đứa sợ dán các bạn ạ. Hai đứa sợ dán. Đây là cô Ngân. Cô Ngân đang làm gì đó? Không phải con dán đâu. Con gì vậy? Ui, đây là bàn đồ ăn nha mọi người. Ôi, xịn xò. Có đồ ăn rồi. Wow. Chưa gì qua đã có đồ ăn rồi. Nhưng hôm qua lại đua lon úp gì? Hôm nay sẽ qua đua lon bẻ úp nha các bạn. Ủa quá. Ui, đồ ăn gì ngon dữ vậy? Thôi, biết hôm nay mình qua cho nhà bọn em. Nói chung là không có phần của anh đâu. Anh có thể đi về. Đấy, cái khóa cửa kìa, vặn một phát là đi ra cửa là về thôi. Ok. Thế lẩu thái nha các bạn. Còn đây là rau của cô Ngân mua. Còn đây là những món ăn. Ôi. Ôi, nêu cảm nghĩ của hai đứa khi mà anh qua đây ăn ké. Phải lông đèn. Mèo. Hôm nay mình sẽ uống hết tất cả nước ngọt nha. Ờ, coi cái trong tủ lạnh có cái lọc đèn gì không nha các bạn. Ôi. 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 Xịn xò các bạn ạ. Mình quá nhiều đồ luôn. Ok, mơ làm xong. Như vậy là mình đã ăn xong và bây giờ mình sẽ vào khám phá nhà của Gao Bạc TV. Ok, đây. Ôi. Thôi, vàng mấy tiền tỷ là đây chứ đâu. Wow. Ôi, đẹp nhờ. Ui, cái màn hình đẹp nhờ. Ui, ui, mẹ ơi, thật là game đèn. Ui, ui, màn hình đẹp lắm các bạn. Ui, xịn xò. Các bạn thấy không? Đây là máy của Gbertover. Có một cái màn hình để mà đọc comment nha các bạn. Ui, comment nhảy từ dưới đây, nhảy lên, ồ lên là nhảy xuống. Mà sao màn hình đọc comment, sao mình nhìn thấy mặt con nhỏ này hoài vậy? Nhớ, nhìn cái cũng lần á. Rồi, ok, đến đây thì mình sẽ qua bên máy. Đây là máy của cô Ngân. Ui, xịn, đây là cái đèn livestream nha mọi người. Ok, ui sáng. Ok. Ui bằng tím, bằng phím nè. Ui. Ui chuột ngon các bạn. Ui chuột, ui bằng phím nè các bạn. Ui. Ê, còn màn hình này là màn hình đọc comment sẽ nhảy từ bên đây nhảy qua nha các bạn. Đó. Ui, quá đẹp luôn. Còn đây là gì? Còn đây là đồ ăn. Đây là bàn đựng đồ ăn với lại là đựng những thiết bị của Gbertover và Cô Ngân TV. Ui, phòng stream đẹp quá à. Ôi, phòng đẹp quá các bạn. Wow. Toàn xe không? Ui, cái này mình quay rồi, đợt trước vlog đợt trước mình cũng đã quay rồi nha các bạn. Đó. Ôi. Ui, kéo lên hết được luôn. Mẹ ơi. Ui, được. Ôi, con ngồi cái tướng kìa. Nó ngồi cái tướng kìa, có kìa. À, thường thường quay phim là ngồi vậy nha các bạn. Vậy luôn. Đó, đây là góc quay góc máy của Gabac TV. Thì thường thường Gabac cái cam sẽ nằm đây. Hey yo, chào tất cả mọi người, mình là Gbertover. Và hãy lóc đèn luôn. Đó, còn phía con ghế này êm thế nhờ. Còn ghế của Ngân phải là một loại đâu. Đây ngồi có dàn đồ ăn bên đây luôn nha. Ok, có dàn đồ ăn. Ui, xịn. Ôi, ui, ghế ngồi đã lắm các bạn. Ui, phê. Ghế này cực ngồi cực sướng luôn. Nè các bạn nè. Đó, ngã ngửa ra sau được luôn nè, ghê không? Nè, đó, trời ơi. Mèo. Làm sao lên đây bạn? Làm kéo sao lên? Lên lại. À. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ có bánh ngọt. Oh.
Ui, cái này giống như đống rác vậy. Nhớ toàn là bánh không à các bạn. Ui, ui, ui. Đúng là bà Ngân này bà ăn ăn cho cố vô. Đây là góc máy của cô Ngân nha các bạn. Ở đây có thêm một cái gối của Gia Quan. Quá xinh xò luôn. Nói chung thì mình thấy là cái cặp này thì mình thấy là cũng ra gì phết. Ui, có một cái đồ chơi nữa các bạn. Mà lem. Ui, mà có lem. Đồ chơi mà lem nữa các bạn. Mà lem. Ui, nhớ. Cực kỳ nguy hiểm. Cái món đồ chơi này là cái món mà cái thời mà Napoleon mà con khủng long còn mặc quần đùi các bạn. Cái món đồ chơi này là rất là lâu rồi. Thật sự thì món này từ thời mà 2002 mình đã mua một con mình chơi cái này rồi các bạn ạ. Quá xịn xò. Ok thì bây giờ mình cũng không biết là có cái lồng đèn gì nữa hay không. Bây giờ mình lục lại thêm cái tủ lạnh lục ở trên. Ôi. Ôi. Quá xịn xò luôn. Quá đã luôn. Quá ngon luôn bạn ơi. Ủa đâu ra vậy? Cái game này một hộp là 260 vị chi là có. Thôi mệt quá, nó nhiều quá. Nó nhiều quá. Để đi thư giãn lên. Ngon quá các bạn. Ngon quá. Ngon 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 ngon. Quá ngon các bạn. Quá ngon. Ok, và đây là những thành tích mà GBTV đã đạt được. Video có lượt xem view cao nhất 15 củ. 15 củ. Legend huyền thoại 50 củ. Ui. Và đây là nút vàng của GBTV nha các bạn. Trước đó thì chúng ta sẽ có cái cúp Legend top 2 50 củ. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có cái củ cải này. Ôi. Cái này đem về nhà làm thớt được nè, quá xịn xò. Còn đây là Legend sống dai 15 củ. Còn ồ có 10 củ. Còn đây là cô ngân. Ui đèn lên mấy chân ơi. Ui xịn xò. Wow, sáng quá vợ. Ui cái này chế thêm đèn hả? Đâu có chế đâu, cái đó là hộp đừng có chế. Ui đây là nút bạc của ai đây? Của Gấu Bạc TV. Ui xịn xò chưa? Còn phía trên là của cô Ngân TV, còn phía trên là của Gao Bạc TV. Ui cái này đem về làm thớt nha, bạc nha. Ok. Cái gì đem về làm thớt? Cái này nút vàng. Trời ơi. Ok, còn đây là cái thiết bị mà dùng để mở khóa ở phía dưới nhà nha các bạn. Ui xịn xò, để coi. Bấm cái này sao vậy? Ui, có camera luôn. Camera tầm hầm luôn các bạn. Đó, có nút gọi bảo vệ nè, rồi có nút mở khóa nè các bạn. Đó, mở khóa nè, rồi có nút gọi điện ở xuống dưới nữa nè các bạn. Xịn quá. Nhà bạc cái gì cũng xịn đó các bạn. Ngay cả cái công tắc đèn thôi cũng xịn nè các bạn. Nè. Đó, cảm ứng nè các bạn. Đó, cảm ứng nè, đó thấy không. Rồi, cảm ứng, tất cả đều là cảm ứng nha các bạn. Đó, đèn ở trên nè các bạn. Ui. Nhà còn to hơn nhà mình nữa các bạn ạ. Ui, đèn led nè. Ui. Quá xịn xò. Sau khi mà mình phá nhà, mình khám phá hết tất cả nhà gạo bạc rồi mình đi về. Mình ăn xong rồi các bạn ạ, bây giờ mình chỉ có về thôi. Bây giờ về nha mọi người. Về tới nhà mình quay tiếp nha mọi người. Bye bye GBTV. Bye bye các bạn. Bye bye về nha. Ok bye bye. Ok, như vậy là mình cũng về tới nhà rồi các bạn ạ. Đó, thì cũng bắt tay vào làm việc buổi đêm thôi. Nói chung thì buổi tối thì cũng khá là mệt. Vừa đi ăn xong, hôm nay ăn no quá, ăn lẩu no quá. Ăn nước. Ngon. Bye bye mọi người. Ngon.